Sau khi quay về nội viện, nhờ đại trưởng lão hỗ trợ cho Tiêu Môn, thì nơi tiếp theo Tiêu Viêm đi tới là Bàn Môn. Thấy hắn trở lại, Bàn Môn vô cùng vui mừng, bọn họ đã chờ mong từ lâu rồi. Tiêu Viêm cũng xin lỗi vì không làm tròn chức trách môn chủ. Lần này trở về, hắn sẽ đích thân luyện chế đan dược tặng cho mọi người. Mọi người nghe vậy lại được một phen vui mừng. Hắn đi vào trong bàn bạc với các huynh đệ, nói ra ý định muốn quay về Sa Mã Đế Quốc. Điều này làm cho bọn họ cũng bất ngờ vì thời gian quá gấp rút. Tiêu Viêm cho biết bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Tộc nhân may mắn sống sót của Tiêu gia còn đang ngóng hắn trở về, cho nên không thể kéo dài thêm nữa. Bọn họ nghe vậy liền muốn cùng hắn trở về Sa Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm lại nhắc nhở, thực lực của Vân Lam Tông sẽ không yếu hơn Hắc Minh của Hàn Phong, cho nên chuyến này là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ đi rồi, Bàn Môn phải làm sao đây? Lâm Diễm vẫn kiên quyết đi theo hắn xông pha, mở mang tầm mắt. Từ Nghiên nghe vậy cũng đòi đi theo, Tiêu Viêm đồng ý cho cô bé đi cùng mình. Vậy nhưng hắn muốn mọi thứ cô bé phải nghe theo lời hắn, nếu không sẽ trả người về chỗ cũ. Tiêu Viêm lại tranh thủ lôi kéo, sau này học viên Bàn Môn tốt nghiệp thì mọi người đều có thể giới thiệu bọn họ gia nhập Tiêu Môn. Tuy Tiêu Môn là thế lực của Hắc Giác Vực, học viện luôn rất kiêng kỵ bên đó. Chỉ là hắn lại hy vọng Tiêu Môn có thêm nhiều nhân tài của Bàn Môn, như vậy sau này có thể giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa Hắc Giác Vực và học viện. Ý nghĩ này hắn đã nói với đại trưởng lão rồi. Căn dặn xong, Tiêu Viêm liền đi luyện chế đan dược cho huynh đệ Bàn Môn. Tại sân thi đấu, Liễu Kinh và Lâm Tù Nhai đang giao chiến kịch liệt. Thực lực hai người có vẻ ngang bằng nhau nên chưa phân được thắng bại. Nghe tin Tiêu Viêm trở về, bọn họ cũng nhanh chóng đi tới gặp mặt. Hai người họ nghe tin về Sa Mã Đế Quốc rất cần trợ thủ nên đưa ra yêu cầu. Nếu như hắn đánh bại được hai người bọn họ thì bọn họ sẽ đi theo hắn tới Vân Lam Tông mở mang tầm mắt. Tiêu Viêm chắp tay cảm ơn lòng tốt này, đồng thời cũng bày tỏ ý muốn đánh một trận nhớ đời với bọn họ. Thực lực cả hai đều là đấu vương, đám người trong Bàn Môn vô cùng hào hức. Lần này có thể thấy ba người mạnh nhất trong cường bảng năm đó giao thủ một lần mở mang tầm mắt. Trước khi giao thủ, hai người bọn họ cũng không quên nói chuyện một hồi. Sau đó hai người Liễu Kinh và Lâm Tù Nhai đồng loạt bạo phát đấu khí và rút vũ khí lao tới tấn công. Tiêu Viêm liên tục tránh né, hai người bên kia tấn công dồn dập, vậy nhưng không làm gì được. Thậm chí Nam Chính chỉ cần dùng chiêu đầu tiên đã đẩy lui hai người về sau. Bọn họ vẫn không bỏ cuộc, cùng nhau tung ra đấu kỹ. Tiêu Viêm dễ dàng hóa giải, mỗi một lần tung chiêu đều đẩy lui đối thủ. Liễu Kinh nhân cơ hội tiếp cận giữ chặt Tiêu Viêm khiến hắn không thể di chuyển. Lâm Tu Nhai thì nhân cơ hội này phóng ra một trường về phía sau hắn. Tưởng là chiêu tập kích bất ngờ này sẽ khiến hắn ăn thua thiệt, vậy nhưng bọn họ đã lầm. Hắn lập tức sử dụng đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động, thân ảnh biến mất trong chớp mắt, rồi bất thình lình xuất hiện phía sau lưng Lâm Tù Nhai, tặng cho gã một trường bay xuống đất. Đến đây thì kết quả đã phân thắng bại, kết quả làm cho bất cứ ai cũng phải bất ngờ. Liễu Kinh và Lâm Tù Nhai thua tâm phục khẩu phục. Những thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm tìm nơi yên tĩnh tu luyện đấu kỹ để ấn quyết. Đồ án hình trường ấn khổng lồ bằng đấu khí được ngưng tụ. Hắn giáng xuống một trường vào đồ án nhằm phóng xuất trường lực, một trường đánh tan một ngọn núi, dư chấn cũng đẩy lui hắn về sau. Uy lực này làm cho Dược Lão cũng khen ngợi, không hổ là đấu kỹ địa giai cao cấp, cho dù là người trong tộc của Huân Nhi cũng không phải ai đều có thể tu luyện. Bộ đầy ấn quyết này, nếu tu luyện đến cực hạn, liền sánh với đấu kỹ thiên giai, Huân Nhi có thể cho hắn hai ấn trong đó cũng là cực hạn của nàng rồi. Hắn biết thực lực của mình đã tăng mạnh, vậy nhưng mà kẻ thù cũng vậy, Vân Sơn chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ. Hắn mà học được ấn thứ hai thì sẽ nắm chắc tuyệt đối tiêu diệt Vân Sơn. Chỉ tiếc rằng ấn thứ nhất cũng chưa thể nắm giữ hoàn toàn, huống hồ ấn thứ hai phải đạt tới cấp bậc đấu hoàng mới có thể tu luyện. Dược Lão cho biết hắn có thể dung hợp ba loại dị hỏa thi triển vật nộ hỏa liền, vậy nhưng độ khó này không thể thấp hơn so với tu luyện khai sơn ấn. Tiêu Viêm nghe vậy liền thử sức một phen, thêm dị hỏa của Dược Lão nữa là ba loại dị hỏa dần dần dung hợp và nhanh chóng tàn rã. Mới thử sức một lần mà hắn đã thở dài, độ khó còn hơn cả tưởng tượng. Đây cũng là nằm trong dữ liệu của Dược Lão rồi. Dung hợp ba loại di hỏa, đừng nói là hắn bây giờ, cho dù là ông thời kỳ đỉnh cao, e là cũng khó mà làm được. Tiêu Viêm vẫn muốn tiếp tục thử sức, vậy nhưng đã thử hơn 100 lần mà kết quả vẫn thất bại. Dù là vậy thì hắn cũng có bước tiến trên đầu tiên, đó là khống chế được sóng xung kích giữa hai tay. Thế là tinh thần hắn lập tức phấn chấn, tiếp tục thử sức dung hợp. Lại trải qua vài ngày nữa, tuy hắn chưa thể dung hợp, vậy nhưng lại có thêm tiến triển. Đúng vào lúc này, hắn nhận được một bức thư thông báo khởi hành. Thế là Tiêu Viêm nhanh chóng quay về Gia Nam Học Viện chào tạm biệt Tô Thiên Đại Trưởng Lão. Cảm ơn mấy năm nay, lão đã chiếu cố mình. Tại Tiêu Môn, nhân mã cũng đã được Tiêu Lệ tập hợp đủ. Tổng cộng có 8 cường giả đấu vương, còn lại đều là đấu linh đỉnh phòng.
Ngay sau đó, ba thế lực tại Hắc Giác Vực là Thiên Âm Tông, La Sát Môn và Cuồng Sư Bang cũng dẫn quân tới hội họp. Thực lực bọn họ triệu tập đều là cao thủ đã đạt tới cảnh giới đấu vương. Rất nhanh, đám người Tiêu Viêm cũng đi tới. Như vậy là toàn bộ nhân thủ đã tập hợp đủ. Tập phim đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!